Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng sóc nâu. Bây giờ mình bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là từ sóc xám. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng sóc khổng lồ. Bây giờ mình bắt đầu nha. Chị nói chuyện lên bạn anh Thành. Thằng đấy sống vô tâm quen rồi. Không chơi. Vô tâm. Chị bảo nó từ chiều cơ. Chị bảo nó vào follow nick chị cơ. Chị bảo không follow. Follow mình nick thôi. Chị bảo mình nick kia đi. Giờ dùng nick này mà. Chồng. Nó dùng cộng nhưng mà không thân tâm. Không, chị dùng nick nó follow chị, nó cũng có làm gì chị đâu. Nhưng mà follow vẫn phải hỏi đấy nhá. Giờ lấy điện thoại ra đây. Giờ lên cho các anh 5S biết để còn follow. Còn anh nào mà biết rồi không follow em biết thì em đánh cho qua. Thôi chị kêu đây. Chị kêu đây. Dạ. Đúng rồi. Chạy lại trẻ thành lý luôn. Tại vì tắt tiếng mà. Mọi người ơi, màu xanh của mình này. Màu xanh của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây màu xanh của mình nha. Rồi.
Mọi người ơi, đây màu xanh của mình này, màu xanh của mình này mọi người ơi, đây màu xanh của mình. Bây giờ mình xỏ màu hồng nha, mình xỏ màu hồng nha mọi người mình xỏ màu hồng nha. Đúng mày ơi, 20 tháng 10 cho ta đi chơi, trời ta phải bỏ lòng đi ạ. 20 tháng 10 chỉ có kèo rồi, chỉ có kèo đi chơi rồi. Anh chưa về nhà không? Chị không bao giờ chơi với anh nào. Chị đưa cháu chị đi lên nhà của xíu coffee. Xíu là ở đâu? Nói chung là chị ngày lễ chị không đi chơi với con trai đâu. Còn dù chị đi. Không đi đâu. Làm gì quay không đi. Không đi chơi cùng một con trai. Tại vì con trai rất là xấu. Xấu xa lắm, hay lừa lắm. Không được đi chơi á. Lừa gì? Lừa gì? Lừa đủ thứ, lừa tiền. Ê chị đăng giờ không thiêng, giờ này không phải giờ thiêng. Chẳng có ai xem cả. Mắc đây. Không em. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Các bạn, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu mà giờ chị vẫn dùng nick cũ thì video mà bị đảo rồi đấy, chị sẽ thích. Không, chị hủy hết rồi, chị không follow ai luôn nhưng mà vẫn ở đấy. Nó cái người chị follow thêm vào thì nếu mà chị hủy đi thì nó mất. Còn cái số người bị ẩn kia chị chẳng biết là ai.